Liên quan đến vệt nước màu đỏ xuất hiện tại cảng Vũng Áng, thuộc xã Kỳ Lợi, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, gây xôn xao dư luận trong thời gian vừa qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa có báo cáo về kết quả kiểm tra hiện tượng này. Theo đó thì vệt nước màu đỏ là do hiện tượng thủy triều đỏ. Theo báo cáo trên, kết quả phân tích 4 mẫu nước biển tại cảng Vũng Áng so sánh với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biển ven bờ nhận thấy thông số amoni vượt từ 4,52 đến 91,5 lần, trong đó mẫu có nước màu đỏ vượt 91,5 lần, mẫu nước không có màu đỏ cách bờ 650 m vượt 4,52 lần. Một mẫu nước biển màu đỏ lấy gần bờ có mangan vượt 1,66 lần, sắt vượt 2,8 lần và phenol vượt 10,3 lần. Các thông số khác và mẫu còn lại đều đạt quy chuẩn cho phép. Tại cảng Sơn Dương có amoni vượt 31,2 lần, các thông số ô nhiễm khác đều đạt quy chuẩn cho phép. Kết quả phân tích thực vật phù du trong 3 mẫu nước tại cảng Vũng Áng và một mẫu tại cảng Sơn Dương nhận thấy có sự xuất hiện mật độ rất cao của tảo Noctiluca succinylen, càng gần bờ và tại vị trí nước có màu đỏ thì mật độ tảo càng cao. Mới đây, ngày 23 tháng 2 năm 2017, tại Âu Thuyền xã Kỳ Hà, huyện Kỳ Anh, lại có nước biển màu đỏ xuất hiện vào buổi sáng khi thủy chiều lên vệt nước đỏ đậm rộng khoảng 50 mét vuông, vệt nước màu hồng nhạt rộng khoảng 2.000 mét vuông. Kết quả phân tích các thông số lý, hóa và sinh học trong 5 mẫu nước biển tại các vị trí có vệt nước màu đỏ, hồng nhạt và vị trí không có vệt nước màu đỏ cho thấy các thông số lý, hóa lấy bên ngoài phạm vi vệt nước có màu cho thấy các thông số phân tích đều đạt quy chuẩn cho phép. Các mẫu nước lấy tại các vệt nước màu đỏ có amoni vượt từ 52,1 đến 257 lần. Trong thời gian vừa qua, có hiện tượng bùng phát mật độ rất cao của tàu Noctiluca Sersintilen. Sự nở hoa của nước, hay còn gọi là thủy triều đỏ, tại khu vực sát bờ của cảng Sơn Dương và cảng Vũng Áng. Qua khảo sát các mẫu thu ngày 18 tháng 2 cho thấy, tảo này đã bắt đầu tàn lụi theo các tài liệu nghiên cứu đã có trên thế giới, loài tảo Noctiluca scintillans sau khi tàn lụi thường giải phóng ra amoni ở nồng độ cao trong môi trường nước. Hiện tượng này rất phù hợp với kết quả phân tích chất lượng nước biển tại hai khu vực trên.